Hôm nay, Ban Chấp hành Trung ương khai mạc hội nghị toàn thể lần thứ 8 với nhiều nội dung rất cơ bản và quan trọng. Cụ thể là chúng ta sẽ thảo luận và cho ý kiến về 6 vấn đề lớn. Một là về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2024-2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới. Hai là tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 11 về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020. Ba là tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 9 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 4 là tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 5 là tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Và thứ 6 là quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 và một số vấn đề quan trọng khác. Trước hết, tôi xin được thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệt liệt chào mừng các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các đại biểu tham dự hội nghị và xin gửi tới các đồng chí lời chào thân ái, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc tốt đẹp nhất. Thưa các đồng chí, theo quy chế làm việc, Văn phòng Trung ương Đảng đã gửi tài liệu trước để các đồng chí nghiên cứu. Sau đây, tôi xin phát biểu một số ý kiến có tính chất gợi mở, nêu vấn đề để mong được các đồng chí quan tâm trong quá trình nghiên cứu, thảo luận, xem xét và quyết định. Một là về tình hình kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm 2023-2024. Việc Trung ương xem xét cho ý kiến về các vấn đề kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm 2023-2024 được đặt trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường, chưa từng có tiền lệ, khó khăn thách thức nhiều hơn, lớn hơn so với thời cơ thuận lợi và so với dự báo, đã ảnh hưởng tiêu cực rất nặng nề đối với việc triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của nước ta. Trong khi ở trong nước, chúng ta vẫn phải tiếp tục đối mặt với tác động kép từ các yếu tố tiêu cực bên ngoài đối với nền kinh tế có độ mở cao như nước ta và những tồn tại hạn chế yếu kém nội tại kéo dài đã từ lâu của nền kinh tế tiếp tục bộc lộ rõ và gay gắt hơn trong quá trình khắc phục hậu quả của đại dịch COVID-19. Đề nghị các đồng chí Trung ương nghiên cứu thật kỹ tờ trình và các báo cáo của Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã gửi các đồng chí, tập trung và thảo luận, phân tích sâu những đặc điểm nổi bật của năm 2023, làm rõ những kết quả đã đạt được, những hạn chế yếu kém còn tồn tại, những khó khăn vướng mắc phải giải quyết, những thách thức phải tiếp tục vượt qua, chỉ ra những nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan và bài học kinh nghiệm, dự báo những khả năng, những tình huống sắp tới, trước hết là từ nay đến cuối năm 2023 và năm 2024, với tinh thần thật sự khách quan, toàn diện, công tâm và thẳng thắn. Chú ý đến những khó khăn hạn chế đã và sẽ phải đối mặt với tình hình như kinh tế vĩ mô ổn định chưa vững chắc do phải chịu nhiều áp lực từ thị trường nước ngoài, thị trường tài chính tiền tệ, bất động sản, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp còn khó khăn và tiềm ẩn rủi ro. Hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người lao động trong nhiều lĩnh vực gặp khó khăn. Sức chống chịu của doanh nghiệp bị bào mòn sau đại dịch COVID-19,
một số cơ chế chính sách quy định của pháp luật chậm được bổ sung sửa đổi hoàn thiện hoặc chưa được thực hiện nghiêm minh, một bộ phận cán bộ sợ trách nhiệm, sợ sai, đùn đẩy, né tránh giải quyết những công việc thuộc thẩm quyền, tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội ở một số địa phương còn tiềm ẩn phức tạp. Từ đó, xác định rõ ràng đúng đắn những quan điểm phát triển, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu tổng quát, một số chỉ tiêu cơ bản quan trọng và những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu của những tháng còn lại của năm 2023 và cho năm 2024. Trong đó có sự cần thiết đúng đắn của việc thực hiện chế độ tiền lương mới từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Đấy là vấn đề thứ nhất. Xin gợi mấy cái ý như vậy. Vấn đề thứ hai, về tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương năm khóa 11 về một số vấn đề chính sách xã hội. Trong 10 năm qua, đất nước ta đã phát triển, đạt được nhiều kết quả thành tựu quan trọng, thể hiện ngày càng rõ tính ưu việt của chế độ ta. Kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển ổn định và hài hòa hơn. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên mọi miền của đất nước được nâng lên. Việt Nam là một quốc gia đi đầu trong việc giảm nghèo, thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc. Các chính sách xã hội không ngừng được hoàn thiện, từng bước nâng cao chất lượng, mức độ hỗ trợ và mở rộng diện bao phủ theo hướng công bằng, tiến bộ, tiếp cận các chuẩn mực quốc tế, cơ bản bảo đảm an sinh của người dân theo quy định của Hiến pháp, thực hiện tốt chính sách ưu đãi và tôn vinh đối với người có công. Thể chế thị trường lao động từng bước được hoàn thiện, việc làm cho người lao động cơ bản được bảo đảm, hệ thống y tế, giáo dục, an sinh và trợ giúp xã hội tiếp tục được kiện toàn và mở rộng. Quy mô, năng lực, chất lượng dịch vụ xã hội cơ bản, thiết yếu được nâng lên. Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân ngày càng được cải thiện. Nguồn lực thực hiện chính sách xã hội được nhà nước ưu tiên, đầu tư gắn với đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút sự tham gia của toàn xã hội. Tuy nhiên, chính sách xã hội và quản lý phát triển xã hội vẫn còn bộc lộ không ít những hạn chế yếu kém và nhìn chung chưa đáp ứng tốt yêu cầu phát triển nhanh và bền vững. Để thực hiện được mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ do Đại hội 13 của Đảng đã đề ra, chúng ta cần tập trung thảo luận làm rõ, tạo sự thống nhất cao về nhận định, đánh giá tình hình, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, sự cần thiết đúng đắn của việc ban hành nghị quyết mới của Trung ương về vấn đề đặc biệt quan trọng này. Từ đó, phân tích dự báo một cách có cơ sở khoa học về bối cảnh tình hình mới, yêu cầu nhiệm vụ mới, xác định rõ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả các chính sách xã hội, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nguyện vọng chính đáng của nhân dân trong thời kỳ mới. Về tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 9 về việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Báo cáo tổng kết, tờ trình và dự thảo nghị quyết mới của Trung ương đã được chuẩn bị công phu, nghiêm túc trên cơ sở nghiên cứu, tổng hợp các báo cáo tổng kết, báo cáo chuyên đề, kết quả khảo sát, hội thảo, lấy ý kiến của các địa phương, cơ quan, đơn vị, các chuyên gia, các nhà khoa học, và tiếp thu ý kiến chỉ đạo trực tiếp của tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư để hoàn thiện. Trong đó, đã phân tích đánh giá một cách khách quan toàn diện những kết quả thành tựu đã đạt được, những hạn chế khuyết điểm còn tồn tại và nguyên nhân bài học kinh nghiệm, đồng thời phân tích dự báo bối cảnh tình hình mới, từ đó đề xuất quan điểm tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, yêu cầu và chủ trương chính sách cần phải phát triển, thực hiện trong thời kỳ mới theo đúng tinh thần của nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Đề nghị các đồng chí Trung ương và các đại biểu tham dự hội nghị nghiên cứu thật kỹ để phát biểu thảo luận thật sôi nổi,
đóng góp nhiều ý kiến cụ thể sát hợp với tình hình, chú ý phân tích làm rõ, tạo sự thống nhất cao về bối cảnh tình hình mới, yêu cầu nhiệm vụ mới, sự phát triển và sự thay đổi về nhu cầu, lợi ích của các giai tầng xã hội hiện nay. Những kết quả thành tựu chủ yếu cần tiếp tục được phát huy, những hạn chế khuyết điểm cần sớm được khắc phục, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm được rút ra và chủ trương chính sách tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, để từ đó cho ý kiến về sự cần thiết đúng đắn của việc ban hành nghị quyết mới và những nội dung chủ yếu của dự thảo nghị quyết về tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Vấn đề thứ tư là về xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới, phát triển mới. Như chúng ta đều đã biết, trong mọi thời đại và ở bất cứ quốc gia nào, đội ngũ trí thức luôn luôn là lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá tri thức, có vị trí vai trò đặc biệt quan trọng, thúc đẩy sự phát triển của xã hội, tạo nên sức mạnh của mỗi quốc gia dân tộc. Thế giới ngày nay đã, đang và sẽ đứng trước nhiều thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức mới đan xen đối với sự phát triển nhanh và bền vững dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trí tuệ nhân tạo và một số thành tựu công nghệ mới có khả năng thay thế con người trên một số lĩnh vực, tạo ra khối lượng thông tin, tri thức khổng lồ và những hiệu ứng làm thay đổi cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, con người và lối sống. Bối cảnh tình hình đó đòi hỏi chúng ta phải quan tâm xây dựng và phát triển, phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò, vị trí và sự đóng góp của đội ngũ trí thức nước nhà. Nguyên khí quốc gia đáp ứng yêu cầu chủ động, tích cực tham gia của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đề nghị Trung ương nghiên cứu thật kỹ các tài liệu, tập trung thảo luận cho ý kiến đánh giá khách quan toàn diện tình hình thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về xây dựng đội ngũ trí thức, chỉ ra những kết quả chủ yếu đã đạt được, những hạn chế yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, phân tích, dự báo bối cảnh tình hình mới để từ đó đề ra quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc xây dựng đội ngũ trí thức, chú ý kế thừa những nội dung còn nguyên giá trị của nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 và bổ sung phát triển những nội dung mới phù hợp với thời kỳ mới. Đấy là vấn đề thứ tư. Vấn đề thứ năm là về tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chúng ta đều biết cách đây 10 năm, Hội nghị Trung ương 8 khóa 11 đã ban hành nghị quyết về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Với sự đổi mới tư duy mạnh mẽ và có nhiều chủ trương chính sách biện pháp mang tính đột phá, khả thi cao, tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết quan trọng này là việc làm hết sức cần thiết để Trung ương phân tích, đánh giá một cách toàn diện, sâu sắc, có hệ thống tình hình và đề ra chủ trương, chính sách, biện pháp đúng đắn, phù hợp, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực đã và đang có nhiều diễn biến mới phức tạp, khó lường. Đề nghị các đồng chí Trung ương tập trung phân tích, đánh giá thật khách quan, toàn diện những kết quả chúng ta đã đạt được, những hạn chế yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân, phải phân tích rõ nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm chủ yếu, chỉ rõ những mục tiêu, quan điểm, phương châm, tư tưởng chỉ đạo và những nhiệm vụ giải pháp nào đã được thực tế kiểm nghiệm là đúng đắn, cần tiếp tục kiên trì, nghiêm túc thực hiện và những nhiệm vụ nào mà không còn phù hợp, chúng ta phải đổi mới, đồng thời cần phân tích thấu đáo bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế, thấy rõ những biến đổi sâu sắc, diễn biến phức tạp khó lường và dự báo xu hướng phát triển trong thời gian tới để kịp thời bổ sung phát triển một số quan điểm tư tưởng chỉ đạo và điều chỉnh một số nhiệm vụ giải pháp chủ yếu
cho phù hợp với tình hình mới. Tập trung làm rõ những thuận lợi, cơ hội cần nắm bắt, những khó khăn, thách thức phải vượt qua để chủ động từ sớm, từ xa, trong mọi tình huống đều bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước, bảo vệ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để phát triển đất nước ngày càng đúng đắn, mạnh mẽ theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Từ đó, cho ý kiến góp ý hoàn thiện dự thảo nghị quyết mới của Trung ương về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đấy là nội dung thứ 5. Và nội dung thứ 6 về quy hoạch Ban chấp hành Trung ương khóa 14. Đây cũng là một việc rất quan trọng chúng ta chuẩn bị cho đại hội khóa sắp tới. Như chúng ta đều đã biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói cán bộ là cái gốc của mọi công việc, và thực hiện lời dạy của Bác, Đảng ta lâu nay luôn luôn xác định cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ. Công tác cán bộ được coi là then chốt trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng. Và trong công tác cán bộ thì việc quy hoạch cán bộ là khâu mở đầu, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là cơ sở để làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, sử dụng đúng cán bộ. Xuất phát từ ý nghĩa tầm quan trọng đặc biệt đó của công tác quy hoạch cán bộ chiến lược, ngày 7 tháng 7 năm 2023 vừa qua, căn cứ vào quy chế làm việc và quy định số 50 ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ, Bộ Chính trị đã ban hành kế hoạch số 17 về xây dựng quy hoạch Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó đã xác định rõ các quan điểm, nguyên tắc, mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu, đối tượng và độ tuổi, quy trình giới thiệu, phê duyệt quy hoạch và hồ sơ nhân sự, số lượng phát hiện, giới thiệu để đưa vào quy hoạch. Thời gian qua, trên cơ sở phát hiện, giới thiệu của các cấp ủy tổ chức Đảng trong toàn hệ thống chính trị, Ban chỉ đạo xây dựng quy hoạch Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031 đã khẩn trương, nghiêm túc phối hợp với các cơ quan chức năng ở Trung ương rà soát, thẩm định, báo cáo Bộ Chính trị xem xét cho định hướng hoàn thiện thêm một bước dự kiến quy hoạch Ban chấp hành Trung ương khóa 14 để trình Trung ương xem xét cho ý kiến tại hội nghị lần này. Đề nghị các đồng chí phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, thật sự khách quan, công tâm, thể hiện chính kiến của mình đối với Tổ quốc, đối với Đảng và nhân dân và dự kiến quy hoạch Ban chấp hành Trung ương khóa 14. Thưa các đồng chí, Hội nghị Trung ương lần này của chúng ta xem xét quyết định nhiều vấn đề trọng đại, phức tạp, nhạy cảm và có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ cho trước mắt mà cho cả lâu dài đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban chấp hành Trung ương khóa 13 từ nay đến hết nhiệm kỳ. Xin đề nghị Trung ương và các đồng chí tham dự hội nghị phát huy trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo, các đề án và xem xét quyết định vào cuối kỳ họp. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Xin chúc hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp.